Hoa sứ Lê Gia xin kính chào cô chú và anh chị ạ. Hôm nay con xin chúc cô chú và anh chị có một buổi chiều vui vẻ ha. Bên con hôm nay có một số cặp sứ Thái ghép loại củ to xin giới thiệu đến với cô chú và anh chị ạ. Và trước tiên xin được chia sẻ là bên con có cung cấp thêm phân dơi ha. Con bán một túi như vậy là 20.000. Và cái công dụng của nó là nó giúp cây của mình ra nhiều rễ mới nè ha. Ra lá nó dày xanh, ít sâu bệnh, ra nhiều nụ hoa to, hoa mình có màu sắc tươi đẹp ha. Và cách sử dụng của nó là như ví dụ củ sứ như vậy ha, là mình mua phân về mình bón cho nó là khoảng một nắm tay nắm lớn á. Cái củ này lớn thì mình bón phân hơi nhiều xíu, mình bón cho nó một nắm rồi tưới nước vô là từ từ phân nó tan, cây mình hấp thu chất dinh dưỡng ha. Và nếu mình muốn cây mình hấp thu chất dinh dưỡng nhanh hơn á thì mình ngâm phân trong nước, ngâm khoảng vài tiếng phân nó tan ra rồi mình tưới nó vào là cây mình nó hấp thu lẹ hơn. Và khi cô chú và anh chị mình làm đất trồng mới, mình thay đất cho cây trồng mình á, thì mình có thể trộn phân này vô trong đất đó rồi mình trồng cây vào ạ. Và bên con á là xếp hàng phân này trên toàn quốc luôn ha. Nếu cô chú và anh chị mình có nhu cầu mua phân để bón cho các loại cây trồng trong gia đình mình á, thì hãy liên hệ bên Hoa sứ Lê Gia ha. Con cung cấp sỉ và lẻ phân này luôn ạ. Và bây giờ con quay trở lại bán sứ. Cái này con xếp cặp bán, đây là cặp số 1. Cặp số 1 là có cây hồng giống mới với cây kim anh. Đây là cây hồng giống mới ha. Hoa nó đang nở nè ha. Cây này nó được 6 bo, mỗi bo nó ra từ 2 cho tới 3 tượng. Cái này cặp này con vô thùng 10 ha. Cái củ nó nè, cái vòng củ nó khoảng gần 3 gang tay. Và qua đây là cây kim anh. Kim anh là hoa dạng cánh kép, hoa màu cam có gân ha. Cây này được 5 bo, mỗi bo ra từ 2 tới 4 tượng. Cây này là kim anh. Và củ nó nè ha, cái củ nó to ra muốn bích chậu luôn. Củ có hình. Cái củ này ướm thử là khoảng gần 3 gang tay gần ha. Và chiều cao cây nó là con để thử cục kính ống nha cô chú anh chị mình xem nè ha. Đây là cặp số 1, con bán giá là 400.000. Qua đây là cặp số 2. Cặp số 2 là có cây màu tím với lại cây cẩm hồng. Cây này là màu tím ha. Hoa nó màu tím. Nó 4 bo và mỗi một bo nó ra được 2 đến 3 tượng. Cái củ tím này vòng củ nó khoảng 2 gang tay ha. Này cặp này để trong thùng chính. Và qua đây là cây cẩm hồng, cẩm hồng là hoa màu hồng. Cây này được 6 bo, mỗi bo ra 1 đến 2 tượng. Cái này là cái tượng nó còn hơi ngắn nè, cái tượng này phát triển dài ra xíu nữa là cây mình sum xê luôn ha. Có bộ tàn xòe đẹp. À, củ nó. Củ muốn ra bích chậu luôn ha. Cái vòng củ nó khoảng 2 gân rưỡi tay con. Cặp này là số 2. Cẩm hồng với màu tím, con bán giá là 320.000. Qua đây là cặp số 3. Có cây hot girl với lại cây yến nhi chín. Cây này là hot girl ha. Hot girl là hoa của nó ba lớp, hoa màu trắng có sọc đỏ. Cây này nó được 4 bo, mỗi bo nó ra từ 2 tới 4 tượng. Bộ tàn được xòe ra tròn đều, tán cây là củ nó. Củ rất là to luôn, ra muốn bích cái chậu luôn. Củ nó vòng củ nó khoảng mình đo vòng củ nó là khoảng 3 gang tay. Và qua đây là cây yến nhi chín. Yến nhi chín là hoa nó dạng cánh kép ha. Hoa màu trắng kem có sọc tím. Cây này nó được 3 bo, mỗi bo nó ra từ 2 tới 3 tượng. Đang cho nụ nè. Cây này mình mua về khoảng vài ngày nữa là mình có hoa ngắm luôn ha. Đây củ của nó nè. Vòng củ này là khoảng 2 gang tay. Cặp này là số 3, con bán giá là 330.000. Qua đây là cặp số 4. Có cây Hoàng Sơn Nam và cây rồng vàng. Ô, cây rồng, xin lỗi, cây này là rồng đen. Đây là cây rồng đen. Rồng đen là hoa màu đỏ ha. Hoa ba lớp đỏ đen. Cây này được 5 bo và mỗi bo nó ra từ 2 tới 4 tượng. Rồng đen này đang cho nụ nè ha. Cái củ của cây rồng đen này thì nó tầm khoảng là bằng cái chai sơn xịt ha. Và qua đây là cây Hoàng Sơn Nam. Cây Hoàng Sơn Nam là hoa dạng cánh kép, hoa màu trắng á. Hàng sơn này được 6 bo, mỗi bo ra được 2 đến 3 tượng.
À, cái cũ của này thì nó gần hai gang tay mình ha. Cặp này là số 4, 300 ngàn. Và đây là cặp số 5, có cây hồng bích với cây vân Huế 5. Và đây là cây hồng bích. Hồng bích là hoa màu trắng, viền hồng. Cây này được 5 bo, mỗi bo ra từ 2 tới 4 tượng. Cây này là củ to ha. Cái củ nó là hộp gang tay con mà chưa vòng vô nè, chưa được nửa cái củ nữa nè. Còn qua đây là cây vân Huế 5. Vân Huế 5 là hoa dạng cánh kép, hoa màu hồng có sọc. Cây vân Huế này là được 4 bo, mỗi một bo nó ra 6 tới 8 tựa. Bộ tàn xòe ra tròn đều, tựa ra xum xuê luôn. Củ này chưa đôn lên nè. Củ nó còn nằm sâu trong đây, con chưa đôn lên. Và cặp này số 5, con bán giá là 350 ngàn. Qua đây là cặp số 6, có cây ngọc bích với lại cây kim lân. Đây là cây kim lân. Kim lân hoa dạng cánh kép, hoa màu đỏ. Cây này được 4 bo, mỗi bo ra 2 tựa. Và cây kim lân này có củ to nè ha. Cái củ nó khoảng 2 gang rưỡi tay. Rồi qua đây là cây ngọc bích. Ngọc bích là hoa nó màu hồng ha. Hoa 3 lớp. Cây này được 3 bo, mỗi bo ra từ 2 tới 4 tượng. Bo ít nhưng đổi lại cái tượng nó ra nhiều ha. Ở đây là củ của nó. Cái củ, củ này gần 3 gang tay cái vòng củ. Cặp này là số 6, 350. Ở đây là cặp số 7. Số 7 là có cây rồng đen với lại cây ngọc băng. Đây là cây rồng đen. Rồng đen là hoa của nó 3 lớp, màu đỏ với đen ha. Cây này nó được 5 bo, mỗi bo ra 2 tựa. Củ nó, củ này khoảng 2 gần rưỡi tay con ha. Rồi qua đây là cây ngọc băng. Ngọc băng hoa màu trắng. Cây này được 4 bo, mỗi bo ra là 2 tựa. Đây, củ nó. Cặp này là số 7, 350 ngàn. Qua đây là cặp số 8. Có cây lạ long quân, nó về cây Retty. Cây này là lạ long quân ha. Lạ long quân hoa dạng cánh kép, hoa màu hồng có sọc. Cây này được 7 bo, mỗi một bo nó ra từ 2 cho tới 4 tựa luôn. Cây này bộ tàn. Cái tựa nó ra dài xíu nữa là tàn sum suê. Cái củ của nó vòng là 2 gang tay còn không hết nữa ha. Rồi qua đây là cây Retty. Retty là hoa dạng cánh kép, hoa màu vàng. Giống này là có hương thơm nhẹ. Cây Retty này được 7 bo, mỗi bo ra 2 đến 3 tựa. Cây này là số 8, giá 320. Đây là số 9. Số 9 là có cây Quyết Thắng với là cây kim lân. Đây là cây kim lân. Kim lân là hoa dạng cánh kép màu đỏ. Cây này được 4 bo, mỗi bo ra từ 2 tới 4 tựa. Rồi đây là cây Quyết Thắng. Quyết Thắng là hoa màu đỏ luôn. Cây này được 6 bo, mỗi một bo nó ra từ 2 tới 4 tựa. Cặp này là để trong chậu chính. Cặp này giá 260. Rồi đây cặp số 10. Số 10 có cây D5 với lại cây rồng đen. Cây này là D5 ha. D5 là hoa dạng cánh kép, hoa màu hồng. D5 được 5 bo, mỗi một bo ra 2 tựa. Giờ qua đây là cây rồng đen. Rồng đen là hoa 3 lớp màu đỏ và đen ạ. Cây này nó được 6 bo, mỗi bo nó ra là 2 đến 3 tựa. Cái củ cây rồng đen này, củ nó là bằng cái bình sơn xịt ha. Cặp này là số 10, con bán giá là 280 ngàn. Đây là cặp số 11, có cây hương hạ với cây hồng giống mới á. Cây này là cây hương hạ. Hương hạ là hoa nó dạng cánh kép, hoa màu vàng có viền hồng. Cái cây này nó được 6 bo, mỗi bo nó ra từ 2 tới 4 tựa. Cặp này là con để trong thùng 10 ha. Cây cũ nó. Cái cũ nó, phần cũ nó là khoảng hơn 2 gang tay. Rồi qua đây là cây hồng giống mới.
Cây hồng giống mới là hoa màu hồng ha, hoa ba lớp nè, đang cho ra nụ. Cái giống này nụ quá tay luôn. Nó được 6 bo, mỗi một bo nó ra từ 2 tới 4 tựa. Cái đây là nụ cỡ này nếu mình mua về nhà là nó có ngắm hoa được ha, chứ mình mua mà hoa nó nở ra là về là nó tàn luôn. Ở đây củ nó ha, cái củ này khoảng là hơn 2 gang tay. Cặp này là số 11, 350 ngàn. Ở đây là cặp số 12, có cây rồng vàng với lại cây khôi nguyên. Cây này là hoa màu đỏ nè ha, 3 bo, mỗi bo ra từ 2 cho tới 3 tựa. Cái củ nó gần 2 gang tay luôn ha. Và qua đây là cây rồng vàng. Rồng vàng hoa dạng cánh kép, hoa màu vàng. Cây này 4 bo, mỗi bo nó ra được 2 tựa. Cặp này số 12, giá 180 ngàn. Qua đây là cặp số 13, có cây long thành với cây carafat. Cây này là long thành ha, hoa ba lớp màu hồng. Cây này nó được 6 bo, mỗi bo ra từ 2 tới 4 tựa. Và qua đây là cây carafat, hoa dạng cánh kép, hoa màu hồng có sọc. Cây này 5 bo, mỗi bo ra từ 2 tới 3 tựa. Cặp này số 13, giá 280 ngàn. Ở đây cặp 14. Số 14 là có cây candy với lại cây kim anh. Đây là cây candy ha. Cây candy là hoa nó dạng cánh kép, hoa màu vàng có viền hồng. Cây này được 4 bo, mỗi bo ra 2 tựa. Đang cho nụ nè. Hai củ nè. Và qua đây là cây kim anh. Kim anh là hoa của nó dạng cánh kép, hoa màu cam có gân ạ. Cây kim anh này là được 7 bo, mỗi bo ra 2 đến 3 tựa. Đây là củ cây kim anh ha. Cặp này là số 14, con bán giá là 300 ngàn. Dạ bên tụi con là xếp hàng xứ này trên toàn quốc luôn ha. Nếu cô chú và anh chị mua hàng thì xin cô chú và anh chị hãy hỗ trợ cái phí xếp cho tụi con ha. Và cô chú và anh chị yêu thích hoa sứ Leza thì xin hãy bấm like để ủng hộ cho tụi con. Và đồng thời mình bấm nút á, để mình đăng ký. Để mỗi khi tụi con có đăng lên cái clip mới á, thì cô chú và anh chị sẽ theo dõi, tiện theo dõi ha. Và mình có thể cập nhật những thông tin mới và những mẫu hoa đẹp ạ. Con xin cảm ơn cô chú và anh chị đã quan tâm theo dõi và ủng hộ cho tụi con trong thời gian qua.